Đây là cái ngôi nhà giác vàng đầu tiên ở huyện Thạnh Hóa. Đây là cái mặt tiền tổng thể phía trước nha. 1 2 2 2 6 7 1 2. Chào các bạn đến với xưởng lò Thanh Cao. Hôm nay mình giao tivi, kệ tivi cho đại gia ở huyện Thạnh Hóa nha. Các cái nhà là 11 tỷ lại đây ủng hộ mình cái tivi với cái kệ tivi để hôm nay tăng gia. Thì mình tiến hành mình đi giao để chút mình sẽ quay cho các bạn xem cái nhà đẹp cỡ nào luôn nha. Đây là cái tivi Samsung 65 inch UHD luôn, tivi thông minh giọng nói 65 inch. Đó, cái này là cái cốp tivi nè, đang quấn lại đang chuẩn bị đi giao. Mình bán đủ hết nha các bạn. TV, salon, giường, nệm, lo kéo, các cái đều đồ điện tử, điện máy là mình có bán đủ hết. Tất cả các sản phẩm trong gia đình mình nhu cầu xài gì có gì là mình có cung cấp đủ hết nha. Mình đóng gói kỹ vậy nè để chạy giường nó không có bị bụi với nó không có bị trầy để mới giao tới nhà khách được. Rồi tiến được rồi, hỏi không? Đây là cái tivi 65 inch đó nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy đi giao thôi. Hôm nay anh em mình đi ráp tivi cho cái ngôi nhà giác vàng đầu tiên ở huyện Thạnh Hóa nha các bạn. Đó, đây là một cái tivi Samsung công nghệ mới nhất 2023 65 inch. Đây là để phòng ngủ. À, các chi tiết này là đều bằng vàng hết nha các bạn, toàn bộ là bằng vàng hết. Nhà này là giác vàng, là từ tầng trệt đến sân thượng tới nhà bếp đều giác vàng hết. Đây tinh trần là cũng giác vàng luôn. Đó, tivi bự quá nên phải 4 người để ráp được cái tivi này, và khiêng cái khung tivi lên lầu cũng hơi nặng. Ấp xuống, nhẹ xuống. Quá mỏng, siêu mỏng. Đó, tivi quá mỏng. Đấy, mình đi ra ngoài mình quay vô cái này là nó bị ngược sáng rồi. Cái này cũng hiệu giống như thì Samsung á, cái dưới tới 8 mấy inch. À,
Đây mình quay cho các chi tiết giáp vàng ha. Cái ô này là cũng bằng vàng nè. Đây nè, các nút còn một bằng vàng hết. Thì theo ông anh mình nói là tổng mà vàng mà giáp vô cái nhà này là nó khoảng 1 ký vàng. 1 ký vàng. Tiền vàng không là 1 ký nha. 1 ký vàng mới giáp được hết tất cả các phòng trong nhà này toàn diện luôn. Đó, bằng vàng luôn. Alo. Gì vậy? Nó bên nhà. Mở hai tay cho đều á. Đó, TV đời mới giờ nó rất mỏng nên mình cũng phải làm, mình phải rất là cẩn thận để cho nó không bị cắn nha. Quá đẹp, vừa y luôn ha. Chứ cái nhà ngắn là nó không có vừa được cái TV này đây. Mình bán tất cả các sản phẩm TV, máy lạnh, máy giặt rồi mình có đủ hết nha. Đây mình quay sơ cho các bạn xem căn phòng. Đây mình đã cài đặt xong cái TV rồi nha các bạn. Đó, TV này rất là đẹp, rất là nét. Karaoke con đường xưa em đi. Rồi xong, ngon lành. Đó, đây là cái TV 65 inch Samsung công nghệ mới nhất. Đây mình sẽ xé viền luôn. Đó. Đây mình sẽ quay tiếp theo cho các bạn xem ngôi nhà giác vàng đầu tiên ở huyện Thạnh Hóa ha. Quá dữ luôn. Đây là cái thang máy nha các bạn. Nhà ở huyện nông thôn mình mà cũng xài thang máy nữa. Cái thảm này nó hột hơn mí. Này sẽ xuống cánh mua già luôn á. Đây là giác vàng lót hết luôn nha các bạn. Toàn bộ nhà trong phòng ngủ là đều giác vàng hết. Ủa cái này là tháo ra mới đem lên đây ráp chứ? Đúng rồi. Lúc mấy cái vàng đem lên. Đem lên đây ráp. Rồi đi lên tiếp sân thượng đi. Đi lên tiếp sân thượng tham quan nè. Đi 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 lên. Đây là mình đang đi lên lầu này là lầu 2. Lầu 2. Đó, giác vàng hết luôn nha các bạn. Lầu 2 là cũng giác vàng y chang lầu 1 luôn, phong cảnh rồi giống nhau hết. Đây cốp tivi cũng có y chang luôn. Quá trời vàng luôn rồi. Vô đây là thấy cháo cháo mắt luôn. Cháo mắt luôn. Đó các bạn thấy rất đẹp ha, ban ngày vậy chứ ban đêm là nó ánh sáng nó ra đẹp lắm. Để chiều nay là tăng gia mình sẽ quay tiếp theo. Rồi lên sân thượng, trên là sân thượng chưa? Rồi trên sân thượng cũng giác vàng luôn. Đó tới luôn.
Đây là có cái cổng, cái bàn này là để tiếp khách VIP nha các bạn. Mở ra. Đây. Đây là cái bàn nè để tiếp khách nè. Đây là cái cổng trời. Quá là đẹp. Quá dữ luôn, quá đẹp luôn. Thấy ở ở ngoài xa thấy u lên mình đâu biết cái gì. Đây là cái phòng để ngồi ngồi nhậu. Đây nè các bạn, đó cái nhà mà mình thấy u cao cao lên là cái chòi để mình ngồi tiếp khách để nhậu nè. Đây là bàn cúng, bàn thờ. Nên sân thượng này là trên đây là bàn thờ Phật, thờ tổ tiên. Cái lầu nào là cũng có cái máy lọc nước để uống luôn, đặng khỏi chạy tới chờ luôn. Nóng lạnh là có đầy đủ hết. Quá đẹp, dắt vàng hết luôn nha các bạn. Rồi được rồi, này giờ mình tiếp tục mình đi xuống bằng thang máy. Nhà người ta có thang máy mà đi bộ gì. Đó, thang máy mở cửa rồi đó. Rồi mình sẽ bước vô thang máy và mình đi xuống. 650 kg là được 9 người. Đó, thang máy có máy lạnh nữa nghe các bạn. Đây, này là dữ hơn khách sạn 5 sao luôn hả? Thắng lại không nghe luôn ha. Nghe. Rồi quá đẹp luôn. Đây là cái sảnh nha các bạn, cái sảnh của lầu 1. Cái này wifi nè, để nhập lại wifi. Nhập lại wifi sẽ xem. Nhập lại mật khẩu. Đây là cái sảnh tầng trệt. Sảnh tầng trệt, đây là để cái tivi là 85 inch. Mình sẽ quay cho các bạn thêm cái tầng trệt này ha. Đó mật khẩu wifi á, tôi nhắn qua Zalo đã. Đây là cái tủ rượu bằng gỗ đỏ. Đây là cái cây cọp dát vàng toàn bộ này. Một hai.